Từ về tháng 7 âm lịch năm 2023 của người tuổi mão kiếm được tiền nhưng hay tiêu xài vì tính ham vui. Bước sang tháng 7 âm lịch chỉ ra rằng bản mệnh người tuổi mão hành xử theo cảm xúc và không kiểm soát tốt hành vi của mình. Lúc vui buồn bất chợt xảy ra thường xuyên. Tháng 7 âm lịch có thể ban đầu khi bước vào bất cứ việc gì, còn giáp người tuổi mão cũng rất thơ ngay, nghĩ rằng ai cũng tốt bụng, hiền lành. Thế nhưng những va vấp trong quá trình làm việc khiến bạn tỉnh mộng, hiểu rõ những rắc rối của bản thân đang đổi mặt. Nguyệt lệnh thai cho thấy con giáp người tuổi mão có xu hướng xử lý vấn đề bằng cảm xúc, thiểu đi lý trí sự khôn ngoan cần thiết. Nếu bạn đủ chậm lại một chút lắng nghe lời khuyên của mọi người thì sẽ hạn chế được những rắc rối nhất là việc thương thảo hợp đồng nếu bạn nóng nảy thì rất dễ khiến cho những cuộc đàm phản trở nên khó khăn hơn vì thế bản mệnh phải chuẩn bị trước tâm lý bình tĩnh để đối mặt với các tình huống có thể xảy đến thiên hình nên còn giáp người tuổi mậu có xu hướng song sảo nhiệt tình nhưng dễ cao ngạo nóng nại. Tránh việc phá luật, hãy tuân thủ mọi phép tắc đề phòng vững vào rắc rối ảnh hưởng lâu dài tới cuộc sống của mình. Những chú mèo có một thản hứa hẹn nhiều tài lộc bất chấp tình hình ảm đạm chung mà chỉnh tài nâng đỡ nên có nhiều người vẫn có danh thu điều đặn. Có những người nhận được tiền lãi từ khoản đầu tư trước đó khía cạnh tình cảm của con giáp người tuổi mão không thực sự như ý vào tháng 7 âm lịch này nhất là khi ngũ hành xung khắc tác động khiến bạn dễ xảy ra xung đột với bạn bè người thân và một nửa của mình xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2023 cho người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp thẳng canh thân cho thấy còn giáp người tuổi mạo khó tập trung vì có nhiều phưởng bận hay để cảm xúc gây ảnh hưởng bạn thường gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng hạn bạn là người nhiệt thành nhưng lại có thói quen làm việc đa nhiệm và mong muốn hoàn thành tất cả các đầu việc cùng một lúc tuy nhiên bạn nên dành sự nhiệt tình và năng lượng của mình để tập trung hoàn thành một việc cụ thể trước khi chuyển sang đầu việc khác để đảm bảo chất lượng công việc ở mức tốt nhất. Những chú mèo cần phải lưu ý rằng những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể sẽ trở thành vấn đề rắc rối ở các ngày tiếp theo đó. Đây có thể là sự khác biệt hoàn toàn giữa thành công và thất bại. Trong nhiều tình huống, bạn quyết định nhanh chóng, vội vàng mà không suy xét cẩn thận. Tính cách này khiến bạn đôi lúc lỡ miệng nói ra những lời không hay hoặc tiết lộ bí mật của người khác. Vì vậy, bạn nên rèn luyện sự bình tĩnh, suy nghĩ trước khi nói. 2. Luận về phương diện tài chính. Người tuổi Mão kiên trì với kế hoạch của mình nên cũng có thể kiếm được một chút tiền bạc trong tháng 7 âm lịch này. Nhưng để việc này không còn là ăn may thì bạn nên rút kinh nghiệm từ thẳng lợi nhỏ vừa qua để có những kế hoạch thực hiện mọi thứ bài bản hơn. Thế nhưng ảnh hưởng của tiểu hào cũng cảnh báo là có khá nhiều khoản chi như sinh nhật, cưới sinh, hỏi thăm người bệnh là những khoản khó tránh nên chúng cũng khiến bạn tổn một khoản khá khá không nhận thể có đôi khi do chỉ buồn mà người tuổi mão lang thang mua sắm và tiêu tốn nhiều tiền để bản thân cảm thấy vui và bớt căng thẳng. Xem ra cách này chỉ có tác dụng tạm thời nhưng lại tốn tiền. Nếu đang có ý định muốn khởi sự làm ăn thì lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp. Bạn nên dành thêm thời gian để nghiên cứu đổi thủ, tìm hiểu thị trường, tìm ra điểm nổi trội về sản phẩm của mình để có thể tập trung vào đó nhằm chiếm lĩnh thị trường. Nhìn chung, chưa vội trì quá nhiều tiền ngay lúc này. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Ngũ hành xung khắc khiến cho người tuổi mão và nửa kia của mình dễ xảy ra tranh cãi về một vấn đề nào đó chỉ vì hiểu lầm ý nhau. Thế nhưng nếu đối phương biết nhưng nhịn thì căng thẳng sẽ nguôi nhanh mà thôi. Thực tế là thời gian này bản mệnh khá nóng nảy nên chỉ có người ấy nhường mới mong im chuyện. Tháng này có cụ tử bay về phương Tây Nam, bản mệnh có thể sẽ phải đau đầu vì những vấn đề liên quan tới con cái trong nhà. 4. Luận về phương diện sức khỏe Sự nóng nảy của người tuổi mạo có thể bị ảnh hưởng vì vấn đề sức khỏe của bạn sau khoảng thời gian chịu nhiều áp lực cuộc sống. Bạn mà nên tìm cách để hạn chế tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Người tuổi mão có thể tìm tới yoga hoặc thuyền để cải thiện sức khỏe của mình cả hai. Khía cạnh này khiến cho bạn an tâm hơn. Tháng 7 âm lịch người tuổi mão cần lưu ý dưỡng để có thể hạn chế những rắc rối căng thẳng chết dẫn tới suy nhược cơ thể cảm nang phượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 7 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi tân mão sinh năm 1951, mệnh mộc, năm sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết. Đôi khi những quyết định ngỡ ngẩn là cơ hội để bạn khai phá khả năng tiềm ẩn của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh lá, hai Tuổi Quỷ Mão sinh năm 1963 mệnh Kim. Nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết không nên để người khác có quyền định đoạt niềm vui, nỗi buồn cuộc sống của bạn. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. 3 tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, hãy tìm cách cải thiện năng lực, đừng trở chờ vào vận may. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi hợi, tiểu nhân tuổi tí, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu hồng. 4. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người xung quanh. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi thân, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. Năm tuổi kỷ mão sinh năm 1999 mệnh thổ, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông vào tháng cô hồn này. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi mão màu sắc may mắn màu đen màu đỏ